Trời ơi, coi chừng cắt lưỡi. Ê, cái dao đi hả? Ôi trời ơi, anh ơi. Chỉnh rồi, chỉnh rồi. Anh ơi. Sao ơi? Chuẩn bị là lấy cái lưng cho chú ba, vừa dưỡng ba bước ra. Có chừng không dính. Lẹ lên, chuẩn bị lấy cái lưng ra đây. Lẹ cầm qua mấy quay á. Trời ơi, chúng. Ôi giời ơi. Ôi con cá tai tượng hả trời ơi. Dạ dạ dạ. Ông tới đâu? Ông tới đâu? Ôi. Con này còn nhỏ rồi. Chào cả nhà quay lại kênh Quỳnh Quy Bến Tre nhé. Hôm nay thì có dịp đi nhà ông cột chèo. Cột chèo người thứ tư cả nhà. Gì? Ủa thứ ba chứ, nhầm thứ ba. Ở đang ở chỗ mình đang đứng là ở ở đâu em qua rồi? Ở đây nè, ở đâu? Ở Bồ Wow. Bồ Wow. Bồ Wow Kiên Giang cả nhà. À. Đây, bữa nay bão cả nhà nên vô đây thì gặp ngay đám mưa luôn cả nhà. Ở đây là vẫn còn miền sông nước nha cả nhà. Đó, có chiếc vô lái vô tới nhà luôn nè, đàn người lớn lắm. Cái này ốc bu cả nhà, không phải là ốc bu vàng nha, ốc bu đen nha. Ở đây người ta không ăn bu vàng đâu. Một lát mình sẽ làm cái món là ốc bu nướng hoặc ốc bu hấp xả nha.
Bữa nay nói chung mình đi ra tới ngoài Kiên Giang chỗ này thì cũng có cái khuôn bếp giống như chỗ mình quay mỗi khi nữa cả nhà. Đó, nhìn rất là dân dã luôn nha, đúng kiểu miền Tây luôn. Ở đây mình thấy cái đèn dầu nè, đó, đây cái đèn dầu, thấy lạ không? Đây cả nhà, đèn dầu nè, đốt cả nhà xem thử nha. Mặt bờ hết trơn à, bây giờ cái ao cá này nè cả nhà, ao cá này là cá nuôi á, mình bắt cá lên mình làm món nha cả nhà. Bác đang thay mồi cho cá nó lên bắt. Nhanh bác ơi, nó lên dữ rồi. Nó thôi bác ơi, ăn no quá hồi nó không ăn ăn. Đó nó lên đó. Có cá vô nữa. Có thôi. Nó không có bỏ ra luôn rồi kìa. Để xuống mà lon cái chứ. Mưa là cá nữa. À, cá quặng cả nhà. Ở đâu có phải nghe về á, người ta giục á. Tát rồi chứ đâu mà phải đụng mà lặng lặng lẹo lẹo nữa. Ký một con này, ký ký. Mà để một mồi chắc nó ăn rồi. Ủa, nó có con ốc nhiều nó cá dồn. Mà sợ nó có con ốc nó dính cá dồn. Nó có ốc nhiều, nó đổ ra dữ vậy nha. Ốc mua gì kìa. Tại nữa cái chỗ nào nó đổ khác hết vô đi một người đứng thôi chứ nhiều quá nó nhát. Trời nắng hả thảy, ở đây nè nó lội tới đây ăn luôn á. Quá đó, đó có cá vô, có cá vô. Ta tưởng dễ biết á, cái nó đổ lên cái nó có gần còn thôi, còn thức ăn không vậy? Còn không mẫu rồi. Hồi nãy giờ hai ba con á. Chạy để đây nè. Chạy giữ đập lục bình ra. Nó rơi rồi. Nó rơi lúc đầu nó. Trời ơi, nó cho làm gì nó nhầm con cá vô. Có gì không? Đó, có gì? Trời ơi, trời. Tại con nó đâm một phát dính nó gãy luôn. Mà trời nắng nó nổi lên tới đây luôn nè, trời mưa quá nè. Người nắng nó làm khơi mình nó trơn lên. Mà để con ngồi trên tao coi. Mua xưa, hứa nó hết rồi. Đi vô đi. Làm con mua con hai ba con mồi nó con mối vô con để câu coi. Là cái hướng đó. Rồi, vô đi. Quặng bên đó dữ rồi. Còn ba bên kia hết rồi. Ủa đâu, nó bay hơi thức ăn là nó lại à. Mà bị trời mưa quá. Trời mưa quá chạy. Mày cũng mê nữa. Để coi cái mùi kia.
giò cả nhà. Dạ, cả lợi. Nhỏ xíu ăn gì? Cá nó chưa đường tí đâu. Ăn cá để thử rồi. Leo lên nó phải đó. Còn leo lên nữa. Mày ơi, vừa mới lóc mép tao. Giật xét cái mép tao luôn hả? Kìa, đã có nhiều cây lứa ra, phải lúa kìa. Lúc vô. Kéo. Ông dính thì kéo. Đưa đứng đưa hai người đứng hai bên, vọng 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 tới này không. Mấy con ăn nổi. Lùa qua góc này nè. Ừ. Thải cho nó thức ăn, cho nó lùa vô rồi mới vào kéo. Đúng rồi. Nóc quá trời mày ơi. Mới câu mụn con mà nó cái giò quá. Trời nắng á. Nó bò ổng con lại đây nó phơi mình nó cả mấy con luôn. Băng luôn á, dụ nó lên cái này rồi băng luôn. Băng luôn á. Giật cái ra đậu cái vô xử liền cái trời. Cái dẫu này nè căng ra lấy hai tê cọc hai đầu lại kéo. Lỗ xuống bắt nhanh nhất anh ơi. Trời ơi. Hồi nãy không phải biết gì tao lấy tay lưới qua kéo. Hồi nãy em nói ổng gùi á. Cái câu của nó hấp dẫn à. Em nói là đi đưa kéo lưới mà không chịu đâu. Lưới mới vui nha. Nó lưới vui à. Lấy cái lưới nó cá mẹ đi. Thấy nó bự lắm. Không tôi có chạy nửa triệu. Chạy cá chơi. Ờ nửa triệu là 500. Vậy đó mà có hổng vuông vuông dài chút xíu. Mà hai bánh cỡ nhảy đi mà hết nổi rồi. Có phi chơi con bự bự vậy nè. Con vuông á. Rồi chạy đi mua tay lít 3 màng luôn. Hết 200 rồi. Cho thay đồ. Cho thay đồ đi con. Đây nha. Để quay đây nha. Được rồi, được rồi, đi nha. Thôi thôi thôi. Cái cần này nữa. Rồi. Thấy nó căng ngay thôi đó mà dùng. Hả? Lấy thức ăn thấy ngay chỗ hút sâu á. Mày cho nó thấy cái mẹ ăn đậu bình lên á. Ờ đúng rồi. Cái gì nè? Nước ăn nè, lấy thức ăn nè, con lợi con thấy ngay chỗ cái thối mà tao thường thấy cho ăn á. Nè, hút nắm mà nó ra hết trơn rồi đó. Lợi thấy ngay cái lộm ruột bình trống á. Ngay cái ô tròn tròn á, nó ưa nổi lên cho đó. Không mưa là nó dễ đi lát rồi mưa nữa. Thử anh hứa đi. Thừa. Một đầu câu, một đầu chĩa. Mày nhìn bộ tướng mà đâm dính được con đem lên để linh tao nướng.
Ê, má trước ta xìu ra. Ừ, giấy trời cho có. Không, cả nó ra, ra là chết nó liền á. Mình kêu đó là gọi là khiêu chiến, đừng có ăn đó. Chứ làm gì không dám nói. Có tiếng lưng phỏng nha. Được phỏng tốt. À, vừa ngay đây hả? Mãi vừa mãi đâu, gần như đây. Tôi không có thôi, tôi mà nặng chết thì được. Ôi, chuối nè, chuối này lúc ăn ngon lắm. Kéo vào xe tôi đi lấy lưới vậy. Lục cũng lấy lưới đây. Má chạy vô nó hàng. Vô đi không chạy vô tính lục mà. Ủa? Không đâu mà đừng có lột á. Lột lột rồi đây mấy cái đó bạn kìa, có đang lột cái gì vậy? Anh miễn chát xuống mọi người đừng chát xuống ngon. Ông đi lấy lưới đi. Cái lưới này có không yên không? Đi chưa vậy? Đi rồi, đi rồi. Trời ơi, một mập mập chăn chăn béo u u giống con heo. Cô có lấy đó lại nha. Thấy bọn đi lấy lưới kia rồi. Cái thùng béo béo thì mình đâu ạ? Trời ơi. Rồi bà Dung cái đầu trần trên đất vậy, ướt nhẹp mà mới thay bộ đồ, biết còn đồ mặc nữa không, mà phơi thay rồi. Có mỗi cái điều này hả? Vừa ra cái kia kìa. Không, 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 rồi, tới màn này rồi hả? Hết đồ, chiều lấy chơi đồ mẹ bọn như gì đâu, sợ. Ủa, rồi giờ ta, ai chú đâu tác nè. Ăn cái gì vậy? Dính được cho vô vậy. Đây mình mới cho dính được một con cá. Rồi rồi, đã luôn cả nhà. Không có kịp quay cho nhà xem, quay cái cắt. Nó vậy chứ mỏ nó sao? Có ăn má này đâu mà. Ăn là ăn cái gì vậy? Đúng vậy, cái nước chua. Tạm bị lụ. Ôi, ê. Trời ơi, cái chân trái dưới. Ê, cái dao này, cái dao đi hả? Ôi trời ơi, anh ơi, dính rồi, dính rồi. Anh ơi, sao ơi, chuẩn bị ra lấy cái lưng cho chú ba, vừa dưỡng ba bước ra. Có chừng không dính. Lẹ lên, chuẩn bị lấy cái lưng ra đây. Lẹ cầm qua mấy quay á. Trời ơi, chúng. Ôi dạ. Ôi. Ôi, con cách tay tượng hả trời ơi. Dạ, dạ, dạ. Ông tới đâu, ông tới đâu. Ôi con này còn nhỏ rồi. Nhỏ luôn hả? Quá ngon luôn cả nhà ơi. À, chỉ đụng cá tay tưởng. Anh bắt cần tay lên đi. Nó bún hả? Ăn gì làm luôn, còn không ăn gì cả. Ăn gì làm luôn, không luôn. Thôi, đừng bắt đi. Được không ông Quý? Không, anh ở trần quay được không? Lại đi. Lại cả nhà. Ôi. Làm không lợi nữa rồi cả nhà ơi. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Rồi, bây giờ mời. Tổng ơi. Nó chạy ra nữa. Cái này mình chẻ vô bên đó rồi cả nhà. Với mấy đụng to cá này, cái này cũng phải tầm 2 ký mấy. Rồi rồi. Con cá. Con mình cho em. Đi mời đâu. Có phèn không? Dạ. Dạ. Phèn chua già lá hết nhớt luôn á, đâu đi dạ, mình hết. Thôi, ô, cái bột của đầu bếp này giữ cái thiệt. Giữ thiệt. Ủa, hồi nãy cha nãy không ngon hay gì con? Không ngon, chị cha hết. Chà, 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 muối với chà phèn vô cho nó hết nhớt rồi đi chiên xù đó nha. Đây nè, con phèn nè. Ủa, bánh tráng. Đã nước này cho nó này. Hay trời. Bà lên cái đường đấy
nhiều lắm rồi. Đổ bớt nước đi. Nước thành xẹp vào. Nước thành xẹp vào. Rồi được rồi, được rồi. Rồi để con cái cục phèn gì đó xong lắc cục phèn cho nó tan cục phèn đi. Để cái chà. Dạ trên con cá nó đi, có nước thì chà lên. Quá trời tức giận luôn. Đây là nó hơn cá 30 tháng 4 rồi. Một chiếc bụi rửa. Cái này nuôi có mấy năm rồi ba? Đây mới 2 năm mấy chứ đâu. Trời ơi. Có cho nó ăn gì không? Có mua thức ăn răng đó. À. Bà gãi gì hoài đó. Bởi sao thả cá thì... Thằng bởi sao thả cá này chơi có nhà anh đó. Em đã mua 2 luôn không? 2 năm mấy hả cá này nè. Dạ. Bà đó nói đó, nếu bà đủ mồi á cho ăn đường kia ăn được ngày đó. Ngày bắt chân mấy cử? Ngày á ăn 2 cử. Sáng ra gãy mớ đâu được cho ăn no nhiều. Đồ ba ngày. Buổi sáng hả? À. Khi chiều ăn cử nữa. À, cử nữa. Ví dụ như chuột con gãy chừng 3 bụng gì nè. Là buổi sáng. Buổi gì chừng 3 bụng nữa là xong rồi. Cái này là món chuối luộc đó nha, chuối già luộc. Còn bên đây là món ốc hấp mẹ. Con cá tra thì làm nướng mẻ, con cá thì chiên xù ấy. Chào mẹ. Chào trong nhà chứ mẹ. Thank you.
cũng đi cái đi. Ôi, hôm nay thầy tôi nên thăm sư nhá. Có gì là đột xuất mưa gió này gặp phải nó vui, có nó vui. Rồi, cảm ơn ngay. Giờ thì chẳng bí mật này nó. Ngày vui hỏi lắm rồi. À, mời đi thăm sư. Anh đang có sự thật chứ có tay quá. Chén nữa. Đây là trong nước mắm bao. Ngon hay, ngon, ngon. Này món này là có cái tổ chi đây à? Lửa con, lửa con, lửa con, lửa con, lửa con kia. À. Con bánh thì vui rồi. Mày